Xin chào các bạn, thị trường công nghệ đầu năm nay đã đón nhận sự ra mắt của hàng loạt những chú dế sang chảnh cao cấp nhưng đi kèm mức giá khá cao. Chính vì vậy đã có không ít người băn khoăn về giá thành, cũng như không phải ai cũng sẽ chịu chi một khoản tiền lớn để sở hữu một chiếc smartphone. Hôm nay Đi Review sẽ đem đến các bạn một tin vui với video tổng hợp những smartphone cao cấp đang giảm giá không phanh, đảm bảo các bạn sẽ ngạc nhiên về mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn này tại Rượu Thông Minh. Sản phẩm đầu tiên là cỗ máy chiến binh mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng Roy Turbo 2 với thiết kế sang trọng, cứng cáp. Máy sở hữu mặt lưng với họa tiết hình tam giác độc đáo và được làm bằng chất liệu Kevlar, nguyên liệu chính để chế tạo áo chống đạn hay vỏ máy bay. Roy Turbo 2 được trang bị màn hình 5,4 inch, độ phân giải 2K siêu nét cùng chip S810 của Qualcomm, RAM 3GB và viên pin dung lượng 3760mAh, đem lại hiệu năng tốt và trải nghiệm thuần khiết. Chiến binh bền bỉ này mới ra mắt với mức giá khá cao khoảng 9 triệu, vậy mà hiện tại Rượu Thông Minh đang bán Roy Turbo 2 với giá chỉ 5 triệu 690 nghìn, một mức giá hợp lý dành cho các tín đồ của Motorola. Sản phẩm tiếp theo là chú dế LG V10 quyền lực, khi nắm trong tay cấu hình tốt với chip Snapdragon 808 mạnh mẽ, RAM 4GB rộng rãi, camera sau có số chấm lên tới 16MP cùng khả năng quay phim 4K mượt mà. Không thể bỏ qua được những chi tiết như cảm biến vân tay tiện ích, sạc nhanh QuickCharge 2.0, hệ thống âm thanh Hi-Fi 32 bit cùng với khả năng chống sốc theo tiêu chuẩn quân sự. V10 là chiếc phablet sở hữu phần cứng vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu trong công việc lẫn giải trí. Lúc mới ra mắt, V10 được bán với giá hơn 15 triệu, nhưng hiện nay Rượu Thông Minh đang sở hữu V10 Line New 99% với giá ưu đãi chỉ 6 triệu 690 nghìn, một mức giá không thể tốt hơn được nữa cho một thiết bị xuất xứ từ Mỹ với chất lượng tuyệt vời. Sản phẩm thứ ba là chú dế Sony Xperia Z5 với thiết kế sang trọng đẳng cấp với khung kim loại nguyên khối. Máy được trang bị khả năng chống bụi, nước theo tiêu chuẩn IP68, cùng hiệu năng mạnh mẽ với chip S810, 8 nhân của Qualcomm, RAM 3GB, bộ trong 32GB, có hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng lên tới 200GB và kết hợp chip đồ họa Adreno 430. Ngoài ra, Z5 còn sở hữu camera 23MP với tốc độ lấy nét cao, khả năng lấy nét theo pha và chế độ tùy chỉnh phong phú. Sản phẩm Xperia Z5 mới trần với mức giá 8 triệu 990 nghìn là không thể bỏ qua. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho sản phẩm đến từ ông hoàng giải trí Sony. Sản phẩm tiếp theo là smartphone siêu phẩm của Samsung, chú dế Galaxy S7 với thiết kế đẳng cấp sang trọng cùng khung viền kim loại nguyên khối và hai mặt kính cường lực chắc chắn. S7 sở hữu cấu hình cao cấp mạnh mẽ, RAM 4GB, bộ trong hai tùy chọn 32GB hoặc 64GB cùng viên pin dung lượng 3000mAh, đem đến khả năng chạy đa nhịp tuyệt vời. Ngoài ra, máy còn được trang bị màn hình hiển thị sắc nét, bộ đôi camera xuất sắc cùng khả năng chống thấm nước tốt. Siêu phẩm này của Samsung khi mới ra mắt với mức giá khá cao khoảng 15 triệu, vậy mà hiện nay tại Rượu Thông Minh, S7 Line New mới 99% bán với giá chỉ 9 triệu 490 nghìn cùng 5 màu sắc trẻ trung để lựa chọn là đáng để sở hữu. Sản phẩm cuối cùng dành cho các tín đồ mê táo với chú dế iPhone 6S cùng thiết kế đẳng cấp sang trọng và lịch lãm. Máy sở hữu chip Apple A9 mạnh mẽ, đem lại hiệu năng cao, xử lý nhanh nhạy. Đặc biệt, các sản phẩm đến từ Apple luôn sở hữu thế mạnh với hệ điều hành iOS mượt mà, đem lại trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng. Hệ điều hành mượt mà, trơn tru, cảm ứng nhanh nhạy, chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét, quy tụ lại tạo nên nền tảng vững chắc đặc trưng cho các sản phẩm đến từ Apple. iPhone 6S quốc tế qua sử dụng giờ giá chỉ 11 triệu 590 nghìn, nhưng máy mới đang là 16-17 triệu, hay chính hãng là 18 triệu. Với mức giá 11 triệu 590 nghìn dành cho iPhone 6S Line New bản quốc tế 16GB là quá tốt đi kèm bảo hành an tâm nhất tại Rượu Thông Minh. Đó là những sản phẩm cao cấp đang giảm giá không phanh tại Rượu Thông Minh. Bên mình khẳng định bán các mặt hàng đi đầu về chất lượng, giá thành hợp lý, đi kèm nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Các bạn có thể qua Rượu Thông Minh để được tư vấn và trải nghiệm, cũng như dành nhiều phần quà khuyến mại không thể bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Đi Review. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.